sợ cô đơn đó mọi người. Em đứng đây mà không có vợ em bên cạnh em khó chịu. À, anh mời Thu Trang, anh mời Thiên Ngân, anh Lương Đi Cưng. Trời ơi, đâu phải đơn giản mà tôi mời được Hoa Hậu đâu trời. Đứng kế luôn là hai người Hoa Hậu luôn. Em trời ơi, vẽ cao quá cao ha. Rồi mình phải nhìn lên đó, mình giao lưu ha. Anh giao lưu cái gì với em? Trời ơi, đây là chương trình đây quá trời người rồi, mình phải giao lưu gì chứ. À, có những câu hỏi rất là hay hỏi cho một cái chương trình như vậy. Cảm xúc của hai em như thế nào về chương trình này? Dường em nói chứ. Đúng rồi. À, trước tiên thì cho phép Thiên Ngân xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Oh yeah. Và cảm xúc của em hiện tại thì thật sự cảm thấy rất là vui cũng như là hạnh phúc khi mà vinh dự ở đây được dự sự kiện ra mắt dòng sản phẩm mới Flower Skin của chị Thu Trang cũng như là anh Tiến Luật. Và Thiên Ngân cảm thấy rất là ngưỡng mộ thành quả của hai anh chị đã gây dựng nên cũng như là sự chất lượng của Flower Skin của C13 Cosmetics mang lại. Và Thiên Ngân hy vọng rằng sản phẩm của chị Thu Trang cũng như là anh Tiến Luật sẽ được đến tận tay người tiêu dùng một cách nồng nhiệt thật là nhiều nhất có thể. Cảm ơn em. Cảm xúc của em sao? Em nghĩ sao cho tôi bật bộ đồ này? Không, thật ra cái dress code là màu trắng với lại màu cam. Nhưng mà mọi người hiểu không? Đầm á, màu cam khó tìm lắm mọi người. Vết màu cam có, đầm trắng thì nhiều cho nên anh phải hy sinh thôi. Rồi em bắt tôi bận màu cam, trong khi bạn bè anh em tôi dưới bận màu trắng. Hồi nãy em đứng chụp hình với ông Vinh mà người ta kêu giống cô dâu chú rể quá. Tôi đứng kế bên tôi làm MC. Chị em giả đâu, nó màu cam kìa. Mẹ đó là giữa búa chung với tôi. Rồi cảm xúc của em là sao? Thì lúc đầu em đã chia sẻ cảm xúc của em rồi đó. Cảm xúc của em hôm nay rất là vui. Vui và hồi hộp. Ủa mắc gì em hồi hộp? Trời ơi, mình ra mắt sản phẩm mới mà anh mình phải hồi hộp chứ. Em sợ người ta không ủng hộ. Đúng rồi. Ở đây ai cũng sẽ là người ủng hộ cho vợ em phải không ạ? Thấy chưa? Mấy người vỗ tay là mua nhiều lắm nè. Ngồi hàng đầu. Khách hàng đầu là khách bên bạn bè anh. Okay, em hút okay. Bạn bè mua nhiều dữ lắm. Mấy hàng bên này là bên ngoại, bên nội không à. Trong đây là gia đình không cho nên là ủng hộ dữ dằn. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Còn một câu hỏi nữa cũng hay hỏi trong những cái mà về ra mắt sản phẩm để làm đẹp đó. Câu hỏi như sau: hai em nghĩ như thế nào về cái đẹp? Trời ơi, ghê chưa? Ủa, cái này giống đi thi Hoa Hậu hơn á. Trời ơi, MC mà trời, giỡn hoài. Hai em dạ, cái này nào? vậy là Vi Vân sẽ có kinh nghiệm hơn em. Vâng, và em xin phép được trả lời câu hỏi ứng xử của ban giám khảo. Thật ra thì đối với Thiên Ân thì chúng ta có một làn da đẹp, chúng ta có một mái tóc đẹp, một nụ cười đẹp, hay là chúng ta có một tình yêu đẹp. Bất kể những cái gì mà khi mà đôi mắt và tâm hồn chúng ta thấy nó đẹp thì nó sẽ đẹp. Xuất sắc. Quá trời đỉnh luôn trời. Trả lời chỗ đó rồi thí sinh này làm sao trả lời đây? Em nghĩ như thế nào về cái đẹp? Dạ em xin trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Em nói chuyện nghiêm túc đi, nói chuyện nghe mắc cười dữ lắm. Ủa dạ. Dạ, đối với em trong hiện tại, thời điểm này thì chồng em nói em đẹp thì đó là đẹp. Quá hay. Ủa, ai? Mày không cho nói. Ai vậy? Rồi bây giờ là để không làm mất thời gian của quý vị khán giả, tôi chuyển qua câu hỏi thứ hai luôn. Làm sao để hai em, bây giờ mình nói về cái đẹp rồi đúng không? Bây giờ là làm sao để được đẹp? Làm sao để được đẹp? Đúng rồi, hồi nãy là nghĩ như thế nào về cái đẹp, còn bây giờ là làm sao để được đẹp là hai câu hỏi khác nhau nha. Em thì em nghĩ là mình phải chăm chút cho bản thân của mình hơn. Và không phải là bên ngoài nữa mà còn phải tâm hồn nữa. Đúng không anh? Nếu mà tâm hồn đẹp là tự nhiên cái mặt mình nó đẹp. Đúng rồi, khi một người phụ nữ mà mình có cảm giác tự tin thì mình bận cái gì mình cảm thấy tự tin mình đẹp, hoặc là mình đi đôi dép nào mình cũng cảm thấy mình tự tin mình đẹp thì đó là đẹp. Ông miễn sao mình tự tin là mình đẹp. Mình tự tin là mình đẹp rồi, có tự tin là có tất cả. Hay quá, cảm ơn hai em. Tôi đại diện cho bên ban tổ chức có những món quà dễ thương để tặng cho hai em. Bên ban tổ chức ơi, mình tặng hoa đồ đi chứ hả? Đó, em có fan buồn em ở dưới kìa. Fan buồn quá.
áp lên cho em. Lại này mình ăn lẩu mắm hay sao em? Ok, cảm ơn. Bông của thằng em đặt bao nhiêu được phổ diễn từ Đồng Tháp lên mà em nghĩ sao em đòi nhúng lẩu bông của ông ta? Tại thường thường mình ăn lẩu mắm với bông súng. Súng trắng nè, Quỳnh Phương kia cũng cực lắm á. Rồi, cảm ơn Quỳnh Phương về bông súng trắng rất nhiều. Rồi, cảm ơn hai em nha. Cảm ơn. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Tiến Luật đã giao lưu chia sẻ cùng với hai người đẹp của ta. Một người bạn lâu năm của tôi và cái người này là ủng hộ sản phẩm bên bên chỗ C13 rất là nhiều. Xin mời bạn Minh. Không không, ở đây mình không có trong kịch bản đâu, mình lên đây nói chuyện thôi. Bố bộ sợ lên gài mua hàng hay gì vậy? Dạ, em xin mời anh Minh ạ. À. À, trời, có mười mấy triệu rồi đúng không? Phải không? Đúng rồi. Ủa chứ bữa trước ủng hộ hai mấy triệu lên đây bào nữa là sao? Bữa trước là bữa nào? Quên luôn hả? Bữa đó bị mất trí nhớ rồi. Hôm nay người ta mới ra sản phẩm mới, làm một cái gì đó cho thật là sớm tụ nào. Ok, hôm nay là ngày 11 tháng 11. Đúng rồi. Vậy thì mình đại diện cho tất cả mọi người ngồi đây luôn à. Lát một tính bill sau à. Sẽ ủng hộ C13 130 triệu đúng không à. Ồ, ghê chưa, khách hàng đầu tiên nha mọi người ơi. Ổn định quá trời, cảm ơn. Mấy em ơi, chuẩn bị cảm ơn anh Minh. Anh Minh đi tới đâu là theo anh Minh tới đó nghe cưng. Đâu có, khách hàng mở hàng đầu tiên là quan trọng lắm. Rồi bây giờ cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Bây giờ có một bó hoa tươi thắm để gửi tặng cho anh Minh. Cảm xúc, sao hay ra dẹ quá. Dạ, xin mời anh Lê Dương Bảo Lâm ạ. Thưa chị Thu Trang, thưa anh Tiến Lực. Dạ. Và thưa tất cả chị em đồng nghiệp, thưa tất cả quý khán giả đang có mặt ở siêu thị ở dưới đất cũng như trên lầu. Mọi người thấy cho em trào tay thật lớn cho em xuất hiện được không ạ? À? Cảm ơn mọi người, nhạc lên đi em ơi. Ba, hai, ba. Chưa đi vô. Dũng đã. Đi vô chưa? Trời ơi. Làm lại. Ôi. Dạ thưa quý vị, đó là sự trục trặc nho nhỏ. Và dạ, tụi em sẽ làm lợi nha quý vị nha. 3, 2, 1, âm nhạc. Thì Lê Dương Bảo Lâm gửi đến tất cả anh chị một năm mới phát tài phát lộc, tiền xu thì đầy túi, tiền giấy thì đầy bao, đi ăn thì được khao, về nhà thì được rước, tiền thì vô ngõ trước, còn bắn lớn quá nhỏ lại bắn hơi lớn, hộp sau thì vô ngõ sau, tiền đầy túi, tình đầy tim, sung sướng ban đêm, hạnh phúc ban ngày, phúc ban ngày. Lời chúc có hay trảo tay thật lớn được không ạ? Trời ơi, áp lực quá. Lo em sợ quá, lần đầu tiên chuyện trước anh chị em đồng nghiệp lo quá. Dạ, cảm ơn anh chị rất là nhiều à. Có ai phỏng vấn em gì không ạ? Ý trời, đồng nghiệp không sợ quá vậy. Lo. Dạ chị Trang, tại sao ca sĩ ở dưới mà ngày hôm nay mày tắt nhạc nó nổ nghe ghê quá. Tắt nhạc đi em ơi. Dạ chị Trang, em nè. Chị phỏng vấn em gì cho em tự tin cho em sợ quá. Ý chị giả dạ nữa, trời ơi. Dạ, lên phỏng vấn không dạ? Đi lên đây phỏng vấn, nãy giờ nó rất là trông đợi. Xin lỗi, diễn viên Lâm Vĩ Dạ. Từ nãy giờ Lâm Vĩ Dạ cứ ngồi ở dưới hỏi, ủa, Lê Minh Hương Đồng Nai của tôi đâu? Em nè, bình thường em dạng miệng lắm, em làm rân. Mà vô em nhìn xuống quyết vàng ở hàng một là em lo liền luôn đó. Nhưng mà nói nghe nè, sao nay nhìn giống trong đám khoai vậy? Trời ơi, bữa hoàng này em mới quỷ các bạn hết lần rồi đó. Ủa vậy em? Trời ơi, em đang theo cái hình tượng là Lý Minh Hương. Lý Minh Hương. Mà hả, chạy trước sông nó giống Châu Đăng Khoa. Không phải, nhìn giống Y Giang luôn á. Giống không? Quá trời đó. Bộ đồ này mua ở đâu vậy? Lý Châu Hương năm tháng rồi. Bây giờ cho chị hỏi đi, cái này là mình chưa mai kỹ hay sao? Dạ không, ca sĩ giờ là phải có điểm nhấn, điểm xuyến hết chị. Dạ. Ủa rồi dạ. Cái này giống như cái ống đi mưa. Dạ đúng rồi, nó mà phải có điểm xuyến thật là nhẹ. Trời đất ơi trời, bộ đồ này nay mấy triệu? Bộ đồ này 7,5 triệu. Mà anh nay là lỗ phải không? Bao lỗ. Nhưng mà không sao à, vẫn vui. Vũ đoàn 4 đứa. 4 đứa 4 triệu nữa. Là hết 11 triệu. 11 triệu mắc cúp. Mắc cúp rồi tóc tay. Là nhiêu hả? Mắc cúp là 2 triệu. Tóc 2 triệu. Accessory. Cái này đúng rồi, cái này là mượn, cái này là mua đồ giả. Là đeo vô thôi. Để ra dĩa thôi. 15 triệu. Á, trời ơi đất rồi, là nay là đổi đi hát luôn
là chấn động đi hát. Đây là sau sau 2 tháng debut là ngày hôm nay là cái show event đầu tiên của em đó. Debut của em là show event đầu tiên với bữa nay diễn trường học không à. Lần đầu tiên mà diễn event gì? Vậy là em phải cảm ơn chị. Sao vậy chị? Chị mời em show event đầu tiên đúng không? Ở hàng đắt lắm. Trời ơi, là mấy bữa là chợ là có mời siêu thị là có mời em không nhận. Em chờ trung tâm thương mại ngày hôm nay là thờ của em là em xuất hiện tại đây là ngay trung tâm thương mại liền. À, mình đẩy hình ảnh lên liền. Đúng rồi. À. Em hãy nói một lời vài lời về thương hiệu C13 đi. C13 là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng quý vị à. Lạ lắm nha, hình như trong sản phẩm gì vậy? C13 Polo Lowesting. Lạ lắm nha, hình như trong một cái nhà quảng cáo được à. Nhà quảng cáo anh lên anh mới quảng cáo được. Ôi, người thích thành phố Chí Minh trời này nóng lắm được quá. Là nhà của mình tạo và đen. Ôi, bây giờ đi ngoài làm sao đây? Chị Thu Trang, em vừa nghe nói chị ra một sản phẩm rất là đẹp đúng không? Chị đã ngỏ lời mời em tới đây, cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị em đồng nghiệp ủng hộ em, cảm ơn ạ. Dạ, và xin mời anh Tiến Luật ạ. Anh có bó hoa anh tặng cho Lâm nha.
Dạ. Anh cảm động á, tại vì thật sự ra là Lâm là rất là dễ thương quá mọi người, hát rồi đầu tư từ đầu tới cuối luôn mà không có nhận cái gì từ Luật với Trang hết. Trời ơi, nên là rất em là vui. Em cần một lời mà anh chị mời em đi phim thôi. Là 10 năm từ lúc em chưa cái gì em cũng nói anh chị là cho em đi phim với. Mà đến bây giờ thì vẫn cho em, không cho em đóng. Ủa cái này hát với phim nó khác nhau. Ở về cái phần giọng hát, anh thấy em có tố chất. Đúng rồi, em hát mắc cười. Đúng rồi. Đây là không hay nhưng mà mắc cười. Em hát vui lắm. Vui. Còn đi phim là phải đủ duyên chứ cưng. Bây giờ là em vô năm chính một cái phim điện ảnh rồi, đâu phải đơn giản đâu Lắm. Như vậy là anh không biết rồi, sắp tới tháng 10, gọi là tháng 14 tháng 2, em có một cái vai gọi là vai chính về gọi là Nam Thần Sói Ca. Có nghĩa là người ngoài người ta đã nhìn được cái nét Nam Thần của em, nhưng mà người trong nhà như anh là không thấy được cái nét của em. Tại vì sao cái giọng của em, cái mặt thì Nam Thần mà cái giọng nghe kỳ kỳ. Giờ thì nó thấy lồng tiếng được mà. Ủa, cái giọng này làm sao lồng tiếng được, bây giờ đưa cái mặt này ra một cái là khán giả người ta biết cái giọng không phải giọng em, tao có tính. Vậy đó hả? Anh nghĩ là em nên sửa giọng em một chút xíu. Giọng bây giờ mình đi là ca sĩ mình phải nói giọng nó phải Đúng rồi. Thế chân chia nó chút của em đây chào chồng. Đó, dễ thương quá, bây giờ anh tặng cho em bó hoa nha. Em cảm ơn được. Cảm ơn em. Dạ, rất nhiều nha. Cảm ơn chị, cảm ơn anh chị rất nhiều. Em chào anh chị. Dạ, em chào khán giả nha. Hẹn gặp lại khán giả. Em chào. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh Lê Dương Bảo Lâm đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh, chúc anh là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc ạ. Chào vâng ạ, quý vị thân mến. Khi nãy thì Kim Vy có nói là đến cuối chương trình thì mình sẽ có một phần là quay số may mắn khi mình quét mã QR code đúng không ạ? Xin mời bộ phận kỹ thuật. Chị anh mà mọi người dắp té luôn á. Rồi anh về nha, mọi người đi vô về đi. Đi ra. Chị ơi, chị. Anh ơi cho em chụp tấm nha. Dạ, chuẩn bị điện thoại chụp vô anh hết đi, chung hết đi, chung đi. Rồi, ok, em cảm ơn mọi người nha. Rồi, mọi người qua góc kia, người được 200 ngàn tiền húng hết. Ok, cảm ơn mọi người. Ok, con về nha. Dạ. Ngồi xe từ từ nha. Từ từ lên nha. Ừ. Rồi, mặc đó là anh. Mặc kính đi, mặc kính đi. Ok, anh về nha, tạm biệt. Dạ. Bắt tay anh cái. Đây là mong. Thiệt luôn, không thấy cái mặt anh luôn á anh. Nó tối quá mà. Đúng rồi, đúng rồi. Anh hát hay quá anh Lâm. Hay không em? Anh hát quá hay luôn anh ơi. Ok. Xe trong xe có đèn sáng lên đi anh. Ok, đồn cảm ơn mấy em nha. Nắm tay một cái. Anh có muốn làm ca sĩ không Lâm? Không, anh đang làm ca sĩ đừng có muốn. Em bắt tay nha. Cảm ơn tụi em. Anh làm. Ai xuống tới đây? Em luôn đi. Ai xuống tới đây? Anh xuống tụi em tới đây á. Là theo bất tơ tấn hay là vô tình thấy? Vô tình thấy. Trời ơi, vậy nó có thích gì tôi đâu. Thôi được rồi. Em đi coi phim em thấy anh. Rồi, để coi là nó vô tình phải quý vị ơi. Chứ không phải là nó hay chờ đợi tôi. Nha, nói chứ cũng cảm ơn nha, theo dõi trang của anh. Dạ. Theo dõi trang của anh đồ, mỗi khi có sản phẩm mới đồ ủng hộ này nọ nha. Dạ. Like đồ này nọ nha. Dạ. Đúng rồi, mỗi khi gặp biến cố đó vô cứu tôi nha. Vô đồ binh vực đồ sẵn yêu thương. Sẵn sàng chạy lên với anh liền. Cái gì? Sẵn sàng nha, bảo vệ yêu thương tôi nha. Đúng rồi. Quá trời. Chắc chắn không thể nào. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn anh nha. Em tới cái gì cả nha. Ok tụi con, cái lòng tụi cưng chứ quên. Rồi, cảm ơn anh Lâm nha. Ngủ ngon nha. Ê con nít kìa, con nít kìa. Rồi, bye bye anh. Rồi, ngủ ngon nha. Bye bye. Dạ. Cảm ơn nha. Bye. Dạ.